quay trở lại với kênh của Ngân. Trong video ngày hôm nay thì Ngân sẽ ăn hai loại mì cũng đang rất là hot ở Hàn Quốc, đó chính là mì tương đen và mì gà cay. Ngân hôm nay Ngân sẽ ăn kèm với kim chi nữa. Mì này thì có giá là 27.000 một gói nha mọi người, mì tương đen. Còn cái mì này thì có giá là 34.000 một gói nha. Ok, bây giờ Ngân sẽ nấu và Ngân ăn nha. Ok mọi người, bây giờ Ngân đã nấu mì xong rồi, bây giờ mình sẽ cắt những cái gói xốp này mình trộn vào trong mì nha. Wow, thơm lắm mọi người. Kim chi á, nó chua mà chua vừa phải đó, nó giòn. Mì này thì béo béo mà thơm thơm. Như đây có mấy cái hộp giống như là tương đậu á, tương mà người ta dành để kho cá á. Có nấm nữa mọi người, nhưng mà ngon mấy nấm gì. Ok, bây giờ mình thử bên đây nha. Có cay quá mọi người. Thật sự là cái mì này rất là cay luôn mọi người. Ngân ăn không nổi thiệt rồi. Cay quá. Đó giờ chưa ăn cái mì nào cay gì luôn á. Xu nó nhìn khí thế luôn kìa mọi người. Mì này ngon mọi người ơi. Mọi người phải nên mua thử ăn cái loại mì này. Mì chọn cha chang men.
Nó liếc ngân mọi người thì ngon cho nó ăn, bắt nó còn nó nhìn miệng liếc cái gì, cái này con ăn không có được nha, cặp mắt đầy hận thù. Cái mì này ngon quá mọi người, mì này cay quá ngon không được, cay quá cay luôn á. Cái này chắc có lẽ là hợp với mấy bạn bên Hàn Quốc hơn. Đối với Ngân thì cái này cay quá, cay ăn không nổi luôn. Bình thường á, Ngân ăn cay cũng dở lắm. Tại vì cái gói mì này lại quá cay. Bạn nào mà muốn thử chinh phục cái độ cay của những loại mì Hàn Quốc á, thì thật sự là nên thử loại này. Cái này thì Ngân đã cố gắng Ngân thử lại 2-3 lần rồi nhưng mà thật sự nó vẫn cay quá và Ngân ăn không được. Sorry mọi người rất là nhiều. Ok, video clip hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Ngân. Nếu như mà mọi người muốn Ngân review món gì nữa thì cứ để lại comment bên dưới nha. Hãy nhớ like, share và subscribe kênh để theo dõi được thêm nhiều video clip mới của Ngân nữa nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người, kia xuống. Bye 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 bye.